Xin chào các bạn, mình là Khánh. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một bộ tam sự Lam Men Khử Kỹ Bát Tràng. Đây là một bộ tam sự bao gồm một lư đỉnh, hai ông hạc hai bên. Màu của sản phẩm là màu lam và đã sử dụng loại men khử cao cấp giúp cho sản phẩm có độ trắng, bóng, sáng. Họa tiết ở trên sản phẩm thì đều được làm thủ công hoàn toàn. Thấy các bạn có thể quan sát thấy hình ảnh rồng ở hai bên được làm rất là tỉ mỉ và kỹ. Ở dưới phần thân của đỉnh thì cũng được vẽ họa tiết đầu rồng siêu kỹ. Rồng này là rồng đỉnh được làm kỹ. Trên thị trường thì có rất nhiều loại, nhưng mà hiện tại thì Bát Tràng Info đang phân phối loại đỉnh này. Đây là phần long quy. Đây các bạn có thể quan sát nhé. Chất men rất là bóng, sáng, màu xanh của nó rất là đậm. Các bạn mà quan tâm đến sản phẩm thì các bạn đến số 115 Thụy Khuê Tây Hồ Hà Nội để xem sản phẩm trực tiếp. Ở trên dưới chân đỉnh là có một chiếc chân, cũng được vẽ hình họa tiết rồng rất là đẹp. Ở đỉnh này thì chúng ta có thể sử dụng đốt trầm để giúp cho ban thờ có những cái mùi hương thơm đặc biệt và độ uy nghi. Đây, chúng ta có thể quan sát từng chiếc râu rồng được làm rất là tỉ mỉ và kỹ. Họa tiết ở trên sản phẩm đều được vẽ thủ công hoàn toàn bằng tay hết. Đây, các bạn có thể quan sát nhìn thấy. Đây là phần nắp đỉnh chúng ta có thể tháo rời được ra. Đây là phần mặt trước của sản phẩm. Đối với chiếc đỉnh này thì hai mặt nó đều sẽ như nhau, chúng ta có thể xoay chiếc nắp. Đây là phần long quy cũng được làm rất là kỹ. Đây là hình ảnh ông hạc. Đây, chúng ta cùng ngắm nhìn một lần nữa toàn cảnh một bộ tam sự như thế này. Các bạn đến số 115 Thụy Khuê Tây Hồ Hà Nội để xem trực tiếp sản phẩm. Bây giờ chúng ta sẽ quan sát kỹ và chi tiết của sản phẩm này. Đây, chúng ta có thể quan sát thấy nhé. Phần họa tiết sắc nét. Hình ảnh rồng thì được làm rất là tỉ mỉ, đến từng chiếc râu cho đến chiếc răng của rồng được làm rất là kỹ. Phần nắp thì chúng ta có thể nâng ra đây, chúng ta đốt trầm như vào bên trong đây. Ở phần bên trên là phần khói sẽ tỏa ra. Đây là mặt trước. Đây là phần mặt của chân này, cũng được vẽ mặt rồng rất là đẹp.